Biển Xanh xin kính chào tất cả quý anh chị, quý các nhà đầu tư. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị, quý các nhà đầu tư lời chúc sức khỏe, luôn thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Đặc biệt là luôn thành công trong mọi thương vụ. Hôm nay thì Biển Xanh đang có mặt tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9. Cái khu vực này Biển Xanh đang đứng là mặt tiền đường tỉnh Lộ 9, ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Mình chạy thẳng về phía trước là đi lên cái chỗ ngã ba Gò Mối và mình có thể đi ra được con đường tỉnh Lộ 8 và đi lên thị trấn Hậu Nghĩa, nơi có các bộ ban ngành, trung tâm đầu não của huyện Đức Hòa. Hoặc là mình có thể đi qua cầu Thầy Cai và sang cái phía quốc lộ 22 của khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi quý anh chị nhé. Còn hướng ngược lại, mình chạy thẳng là đi về ngã ba Mỹ Hạnh, đi về Hóc Môn đó quý anh chị nhé. Hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một sản phẩm ký gửi mới nằm trên mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 này. Và bây giờ thì Biển Xanh xin được dẫn quý anh chị và các nhà đầu tư cùng đi theo Biển Xanh để mình tham quan cái lô đất mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 này. Có cái chiều ngang là ngang 30 và dài là 100 đó quý anh chị nhé. Tổng diện tích trên sổ là 3.153m2. Trong đó thì có 300m2 là đất thổ cư, số còn lại là 2.001, số còn lại là đất trồng lúa đó quý anh chị. Và đây chính là vị trí của lô đất đó quý anh chị nhé. Ngang 30 và dài sâu 100, tổng diện tích trên sổ là 3.153m2, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 đó quý anh chị. Đây chính là vị trí của lô đất quý anh chị nhé. Người ta có xây rào hết luôn rồi, ngang tới 30 và sâu 100. Rất là lớn, thuận lợi để mà mình xây dựng nhà xưởng đó quý anh chị. Trong đó thì có 300m2 là đất thổ cư rồi, số còn lại là đất trồng lúa. Cái lô đất này được người ta xây rào, xây tường xung quanh rất là đẹp, đất gò cao ráo quý anh chị nhé. Và cái lô này trên sổ thể hiện là hai mặt tiền đường luôn đó quý anh chị. Phía đằng sau đuôi của lô đất cũng có một mặt tiền đường luôn, và mặt tiền phía trước là mặt tiền đường tỉnh Lộ 9. Ngang 30, sâu 100, khá là lớn đó quý anh chị nhé. Ở cái mặt tiền này mà mình kiếm được những cái lô đất có cái chiều ngang lớn như thế này khó, không dễ để mà mình kiếm ra đâu quý anh chị. Đây, người ta xây rào xung quanh hết rồi, rất là đẹp, vuông vức luôn đó quý anh chị nhé. Từ cái vách tường đó, đo dài luôn là 30, người ta xây tường gạch cao lên 2m luôn rồi, và dài sâu xuống phía dưới luôn là 100. Nằm ngay mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 luôn. Cái lô này khá là thơm đó quý anh chị nhé. Đặc biệt giá của cái lô này chỉ có 15.500.000.000, đất mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 cho cái diện tích hơn 3.000m2 đó quý anh chị. Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Cái lô này là hướng nam quý anh chị nhé, tọa lạc tại ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và cái vị trí của lô đất này mình chạy về cổng khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh là khoảng 1,5 km thôi quý anh chị. Tức là cách địa phận Hóc Môn là 9,5 km thôi quý anh chị nhé. Lô đất này mình khá là thuận lợi cho quý anh chị mình kinh doanh xây dựng nhà xưởng, bởi vì ở đây điện ba pha thì cũng có hết rồi đó quý anh chị. Ở đây người ta cũng đã làm nhà xưởng rất là nhiều. Đây, như trên màn hình quý anh chị mình thấy cái lô đất người ta xây hàng gạch cao lên tới 2-3m luôn rồi, rất là cao, rất là đẹp luôn đó quý anh chị nhé. Một lô đất vô cùng là lớn luôn, hai mặt tiền. Phía đằng sau đó chính là một mặt tiền, chạy vào trong là có dân sinh người ta ở phía trong đó quý anh chị. Còn mặt tiền phía trước là mặt tiền đường tỉnh Lộ 9. Quý anh chị nào đang có cái nhu cầu tìm đất xây dựng nhà xưởng với cái chiều ngang lớn như thế này và nằm ở ngay mặt tiền đường, thuận lợi đi lại mặt tiền đường nhựa như thế này, xem được video của Biển Xanh thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Ngang 30 từ tường này chạy vào tới tường bên kia luôn, tới 30 lận, rất là đẹp đó quý anh chị. Và dài sâu là 100 luôn, tổng diện tích trên sổ tới 3.153m2. Trong đó đã có 300m2 là đất thổ cư, số còn lại là đất lúa quý anh chị nhé. Nằm ngay mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 luôn. Con đường này thì xe buýt là chạy qua đây rất là thường xuyên luôn, 15 phút là có một chuyến.
xe 85 và xe 23 đi về bến xe An Sương đó quý anh chị. Con đường này là con đường trục chính để mà lưu thông. Mình chạy thẳng là đi lên được thị trấn Hậu Nghĩa, nơi có các bộ ban ngành, cơ quan đầu não của huyện Đức Hòa luôn đó quý anh chị nhé. Và nó cách, cái vị trí của lô đất này thì cách cổng khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh là 1,5 km, tức là cách địa phận Hóc Môn 9,5 km quý anh chị. Và cái vị trí này thì mình xây dựng nhà xưởng thì quá là tuyệt vời rồi quý anh chị, bởi vì đường trước đất khá là lớn, thuận tiện cho xe tải, xe công lưu thông vô cùng là tốt quý anh chị nhé. Ngang 30, dài 100, giá là 15,500 tỷ. À em xin lỗi, giá là 15 tỷ 500 triệu quý anh chị nhé. Là bao sang tên công chứng cho mình. Cái lô này thì sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, người ta đã xây rào rất là đẹp rồi. Tọa lạc tại ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và vị trí của lô đất này là nó nằm ngay mặt tiền đường tỉnh Lộ 9. Chỉ chạy qua cổng khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh 1,5 km là mình sẽ gặp được lô đất này bên tay trái. Lô đất này hướng nam quý anh chị nhé. Điện ba pha là có đầy đủ cho nên khá là thuận lợi để mà mình kinh doanh xây dựng nhà xưởng. Diện tích rất là lớn, ngang 30, dài 100. Tổng diện tích là hơn 3.000 m² đó quý anh chị nhé. Tổng diện tích trên sổ là 3.153 m². Ở cái mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 mà bây giờ mình tìm được những cái lô đất mà chủ đất có cái diện tích lớn như thế này thì không có còn nhiều, không có dễ để mà tìm ra được những cái lô đất lớn như thế này đâu quý anh chị. 15 tỷ 500 triệu là mình đã sở hữu ngay một lô đất hơn 3.000 m² ngay mặt tiền đường nhựa luôn quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, có đang có nhu cầu mua đất để kinh doanh xây dựng nhà xưởng hay là mua để sau này mình làm nhà vườn hoặc là xây cất biệt thự, xem được video này của Biển Xanh thì cứ nhấc máy lên kết bạn Zalo, Viber, Skype, Facebook hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Kính chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hãy nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau nhé.